À, này xử lý cái máy suy á, lâu năm mà lúc trước cũng có làm á, mà nó rồi kiểm tra giờ làm sạch chất trộn, ép lại, làm chất trộn mới ép lại cái chậu á. Làm để lá già rồi mới làm chứ lá non là không được á, lá non là nó tuột nhựa. Chúng ta dọn sạch sẽ hết ta. Lúc trước làm cái này không có phá bầu đó, còn cục đất bên trong đó, trước xử lý một lần à, nó cứ chì chì hoài nó không có phát, rễ nó không có ra được, còn nguyên cục đất bên trong nè. Giờ là xử lý lại luôn cái này, còn cục đất bên trong mà nó dễ nhẹ quá, rễ nó không có đo ăn được, mấy cái đầu rễ này nó thúi hết trơn, mấy rễ dưới thúi với lại không có ra rễ cám được đó. Giờ cải ra sạch hết, rửa rễ, cái nào thúi thì cắt vô thúi hết à. Chúng ta khử sạch đất hết á, nguyên cái bột đất bên trong nè, khử sạch đất hết rồi lặt lá thâu cành lại để trồng mới lại, cắt rễ, rễ nào thối thì cắt vô tới cái phần mà nó còn tươi, lá là lặt chứ không lặt để nó rút nhựa cây, thời gian mà rễ nó chưa ra được lá nó rút cho cây dữ lắm. Vừa rửa nước sạch sẽ hết á, rễ ra đỏ hết trơn, nó không có rễ cám đó, bị cục đất quanh trong cái cục nhân à đó. Nó chai cứng trong đây, nó dẻo nhẹ quá à. Lạnh rễ, giờ rửa sạch hết. Cái rễ rất là giòn á, bẻ cái gãy á, giòn lắm. À, cắt rễ, rễ nào thối thì cắt. Này đó, nó nằm trong cái chậu, cái bồn vậy đó, mấy chục năm sao. Rễ nó lọn 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 trong đây luôn á. Chùi sạch sẽ. À, bấm thâu cành làm lại bớt. À, cắt rễ ba cái rễ thúi đen dữ lắm, dưới này nó thúi hết trơn. Chậu 6 tấc lọt lòng á, để ráo ráo rồi quét cái thằng này, kích rễ vô. Cắt mấy cái đầu rễ, cắt lại hết, quét thuốc ngoài vô mấy cái đầu rễ này, thúi rất là nhiều quá, thấy nó vậy chứ ở dưới là thúi hết trơn, thúi hết trơn. À, thuốc này thì mua kích rễ của người ta xài chuyên cho ba cái mai con nó ra rễ á, chấm trực tiếp quét luôn à. Chấm quét cho mấy cái đầu rễ này à, mấy cái đầu rễ mà anh ta cắt nè. Mấy cái này thì nó hư rồi, chỗ này thì nó còn tươi nè, quét cho mấy cái đầu này để nó khô, nó ráo à. Nó khô cái thuốc này thì chúng ta mới đem trồng á.
chỗ nào còn tươi mới quét á, còn nào khô thôi, như chỗ này nó khô rồi không có cắt lên được nữa, không có quét. Quét cái rễ, mấy cái đầu rễ này quét lại hết. Chút người ta pha cái rễ này người ta tưới, trồng xong người ta tưới luôn. Rồi trộn chất trồng á. Cái chậu này chậu lọt lòng 60, kiểm tra mấy độ thoát nước á. Chất trồng sơ dừa trấu hung lại đất á. À, một sơ dừa một trấu hung lại một thằng đất Nhật vô đất cho nó bền ha. Còn có trọng sơ dừa với trấu cũng được á, sơ dừa trấu hung trấu sống cũng được. À, ta trộn chất trồng á, một sơ dừa một trấu hung một đất Nhật là nửa đá bu mít. À, nếu mà chúng ta xài sơ dừa với trấu không á thì hai sơ dừa một trấu trộn đều lên, trộn xong tưới cho chất trồng nó đẫm nước á, để chúng ta vô chúng ta không có tưới nước nữa, vô chỉ tưới kết rễ thôi, tưới đẫm nước chất trồng luôn, tưới ở nước ở ngoài á. Lót một lớp dưới nha, đặt cái cây vô, khích với cây chậu, rồi lấy chất trồng mà trộn nè, ém mà chặt vô mấy ngóc ngách nè. À, chúng ta vô đầy chất trồng á, rồi bè lên cho nó giữ ẩm cho cái phần thân này á. Này ở dưới rễ nè, cắt rễ rất là nhiều quá. À, để trong mát. Có cái bịch ni lông chúng ta trùm kín nè. Tại cắt rễ hết trơn rồi. Thời gian này thì nó không có hút chất đâu á. Đó, phải giữ ẩm. Nói chung là cây này không làm thì trước sau gì cũng chết á, làm thì nó có cơ hội sống. Cũng chưa biết là sống nha, giờ cố gắng làm đi. Đó, nguyên nhân đầu tiên là nói chung là cho cái cục đất á không có phá ra, lâu ngày nó thúi rễ, thúi mấy cái rễ đuôi chuột hay dưới đây hết trơn. Như lâu năm trồng ba cái sơ dừa nó mục, nó bọng bên trong, không có thay chất trồng nào được, nó chèm nhẹp ở dưới luôn. Bởi vì khi mà trồng á, để tránh mà tình trạng cục đất mà bị chai cứng thì ta trồng bầu mây phôi đó, ta phá bầu hết. Chất trồng ta trộn cho nó khô thoáng á, với lại thường xuyên thay chất trồng. Sơ dừa với trấu trong vòng năm một nè, một năm thứ hai là nó bả ra dưới trơn á. Khi mà làm thì để cây lá già mới làm, cây lá đang non làm ta tuột, ta làm mà cái nó tuột nhựa, lá già người ta làm. Ui, rồi đấy rồi ta liền đây. Thời gian tới nó mình sẽ cập nhật á, sống chết thì mình cũng cập nhật á, cho anh em có cái tham khảo á. Nói chung mà trồng cây á, thời điểm đầu ai trồng cũng được trơn á, nhưng mà nó có bền hay không nữa. Như cây này lúc trước nè, mua cây mai phôi của người ta đó, không có phá bầu á, trồng trong cái chậu 8 tấc để nguyên thủy thì nói chung là nè, từ từ nó cũng yếu dần suy dần á, muôn năm hai năm á nó còn được, chứ từ từ nó yếu á mới phá ra hết. Làm lại á, ghép lên nè, mấy cây này cũng vậy đó, nằm trong cái chậu một thước hai á, cây này nè nằm trong chậu một thước hai đó, nó thúi rễ á, mấy cái rễ ở dưới đáy đó thì mình lấy cái ba lăng mình cẩu ra mình tời lên á. Đó, mấy cái rễ nào cắt rễ rất là nhiều quá. Cái này lúc trước cũng giống giống như cái cây mình mới làm á.
và làm. Còn cái này là phôi mới á, phôi mới làm cái là nó tốt luôn à, phôi mới là phá sạch bầu hết, phá sạch đất hết à, phá sạch đất hết này, trồng chất trồng mới vô mấy cái mới nè. Đây là cũng phôi mới á, còn đây là cái phôi mới là phá lại á, nằm cục đất nó dai cứng á, nó vàng 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 hoài á, không tốt lành gì trơn. Mới làm lại, nói chung mà sống sống chết chết á, là nó sống thì nó tốt, còn nó chết thì thôi bỏ, chứ để mà nó lì hoài á, nó không ra gì, sống sống chết không chết á, cứ làm đại đi, chết dục bỏ, nó có kinh nghiệm hơn. Cái này khi mà mình làm nè, phá sạch đất hết, cục đất bự lắm á, mới đầu cái bầu đường kính nó tới 75 nè. 75 cái cục đất nặng đâu có khoảng trăm mấy chục ký á. Phá bỏ hết à. Vô chất trồng mới, ghép bên này lên luôn nè. Đó, chất trồng có trồng đất đây. Có đất, có đá bù mít, có sơ dừa, có trấu hung á. Anh em có tham khảo. Đó, mấy năm trước à làm à. Đó, như cây này nè, lúc trước cũng vậy á, quay cho anh em xem. Đó, cây này lúc mình mua ba mấy bốn chục triệu mà giờ nó vậy nè, nó cục đất á. Đó, anh mua người ta để nguyên cục đất vậy, về phá ra cục đất nó cứ ngắt trong á, trồng không có tốt lành trơn. Cây này cây sửa tay quay nhạo cổ rất là đẹp á, nó thúi rễ bắt đầu nó chết, chết nhánh trên. Cây này cũng thấy thúi rễ chuột luôn. Anh em tham khảo thông tin nè. Chất trồng này người ta trộn, người ta thể vô mấy cái mây phôi này luôn. Mây phôi trồng này phá hết bầu á. Mấy cây đây mình trồng đây. Chia sẻ anh em rất nhiều á. Mây phôi trồng nè. Nó cũng phá hết bầu á. Vô chất trồng mới. Cây này hổng à, phá hết bầu nè, để nó xì tược luôn nè. Ha. À, cây mai cát nè, này nè, tùm lum luôn à. À, bắt tay vào làm á, nói chung là khi mà người ta trồng người ta chú ý á. Đó. Bự nhỏ gì tứ quý mai vàng hay cứ phá hết đi. Sau này dễ xử lý lắm, chứ không phá sau này nó phải xử lý lại á. À, như cây này á. Xử lý lại năm ăn năm thua mà cũng không biết ta nó có ba chắc hay không á, như cái này hên á, làm này nó tốt nè. Đây cái này á, cắt bỏ mấy cái bo ghép này luôn cho nó đừng có rút nhựa, sau này ghép lại giống khác luôn. Lúc trước ghép giống này giờ không khoái nữa, giờ ghép giống khác á. Sẵn suy rồi, ghép mấy giống mạnh hơn. Lấy bịch ni lông bự trùm kín luôn. Này quét keo mấy cái mặt cắt á, để cho nó khô keo và trùm. Bịch ni lông trùm kín luôn, nó giữ ẩm này, không có bị mất nước trong cái thân. Trường hợp những cái cây mà lớn quá ta dùng cái bịch bự nè trùm lại, như cây tứ quý lúc trước mua về nè, trồng mà có lá nhiều nè, nó ra hai bàn tay hoặc đó mới phá bằng nó đó. Bữa nay nè, nó xì đọt rồi. Này sống rồi. Đó. Mấy cây tứ quý nhỏ nhỏ nè. Đó, đang là đọt non rồi mà. Trồng á,
nó bị héo á, rồi xử lý lại liền. Sống mà đó, nó xì đọt bên trong à. Chúng ta coi trồng mà thấy nó đang có lá này này, mà trồng 2-3 bữa thấy cái lá nó buồn buồn héo héo á, khô khô là người ta lấy ra, người ta trùm lại liền á, xử lý. Cái này 60 quành á, trồng phá bầu hết, cắt rễ rồi luôn đó. Trường hợp một cái cây chú ý mà chúng ta mua về lâu quá ha, này lên đọt hết rồi, như bắt đầu rễ nó đâm rồi. Mấy cái này trái lá là do đang là lá non á, mà để kế với cái bịch này nè, nám nó đang ra đang ra lá non, mà để kế cái bịch nóng quá không sao á, một vài lá thì không sao đâu. Đổ mồ hôi nha. Cây tứ quý bên trong mà chắc sống à, ra đọt rồi đó. Cây này thì mua về 4-5 tháng mới trồng á, lên đọt, lên 2 cơi rồi, lá nhiều như thế này nè, phá ra trồng cái lên luôn à, mới nhú nhú á, mới nước mầm phá ra là tốt nhất. Còn cái đó do hồi trước Tết á, lu bu quá không có thời gian trồng, để nó lên 2 cơi đọt luôn mới phá ra trồng. Chúng ta có tham khảo à, để trong mát à, để trong mát.